Xin chào cả các bạn nhé. Các bạn dạo này đã chọn được nhiều xe điện để cũ tại sân Mạnh Phát chưa? Vừa rồi Mạnh Phát lên nhiều xe như vậy, không biết là có bạn nào mà mua hụt nhiều không? Rất nhiều anh em nhắn tin cho Mạnh Phát là trách là thế tại sao mà hỏi xe toàn bị hết. Thì Mạnh Phát có dặn mọi người rồi đúng không ạ? Chúng ta phải ấn đăng ký kênh và ấn nút chuông ấy, để khi nào mà video lên thì nó sẽ thông báo luôn cho mọi người, thì mọi người sẽ xem video mới nhất nhé. Thông thường ấy, một video lên thì khoảng vài nghìn lượt xem, thì mà chỉ có ngần này xe thì tỷ lệ hết là rất là cao. Thì mọi người sẽ nhắn tin cho Mạnh Phát thì Mạnh Phát sẽ gửi ảnh cho nhé. Sắp tới thì Mạnh Phát sẽ về nhiều xe, thì hy vọng là anh em nhắn tin thì ai cũng mua được xe của Mạnh Phát. Được chưa? Thì mọi người nhớ đăng ký kênh nhé. Ok, chúng ta sẽ đi vào video này. Đôi 4, 6, 7 xe. Đấy, các xe rẻ nhất trong video này thì sẽ có giá là 2 triệu. Còn con xe đắt nhất trong video này thì sẽ có giá là 7 triệu nha mọi người nhé. Ok, chúng ta sẽ đi vào xe rẻ nhất trước. Con xe này thì chắc là phải lâu lắm rồi mới ra cái video về con này. Đây, con này đang chưa có bình. Con này thì đang chưa có bình mọi người ạ. Đây, 2 triệu một con xe đạp điện của Yamaha. Đầy đầu đây, chúng ta xem đây. Nói chung là con này cũng đầy đủ đấy chứ. Nói là giá rất là rẻ. Con này ngày xưa Mạnh Phát chắc là phải bán cao hơn giá này. Vẫn đạp được nha mọi người nhé, rất là đẹp. Nói chung là vừa bán vừa cho ấy, thật sự đấy. Mạnh Phát phương cho Mạnh Phát rất là hợp lý. Con này Mạnh Phát bán cho mọi người cũng gần như là vừa bán vừa cho rồi, bởi vì chắc chắn là mọi người đi mua không bao giờ được cái giá này. Nói chung là ngoại hình ở mức độ tương đối thôi, đầy đủ công năng 2 triệu mọi người ạ. Đèn còi đầy đủ nhá. Đấy, con đầu tiên rất là rẻ, rất là hợp lý. Đây, hôm nay tiếp tục bọc 3 xe để gửi đi cho khách đây. Hôm qua Mạnh Phát bảo là lẽ ra là 9 xe thì mọi người biết chưa, hôm nay có 3 xe đây. Đấy, chúng ta sẽ quay mọi người nhìn chưa, có 3 xe này. Đấy. Ok, tiếp theo là có một đôi xe DK Samurai rất là ngon và xịn sò, một con đỏ, một con trắng. Bật mí cho mọi người biết nhé, sắp tới Mạnh Phát sẽ làm đại lý của DK nữa đấy, hai hãng Osaka và DK Bike nhé mọi người. Rất nhiều xe mới, mẫu mã cực kỳ hot, anh em đón chờ. Con này rất là cứng, xe rất là đẹp. Hãy quay cho mọi người xem. Đấy, rất là đẹp xe. Hiện tại thì đang hết bình mới, bán cho mọi người bình cũ. Bình mới đang hết. Anh em đợi sang tuần thì có bình cũng được, đặt cọc trước cũng được, nếu muốn lấy bình mới. Con này bán cho mọi người với giá là 5 triệu 500 nghìn bình cũ. Mọi người ạ, 5 triệu 500 nghìn bình cũ màu trắng. À, màu đỏ, rất là mới luôn, con này rất là mới. Bàn đạp vẫn đạp ngon lành mọi người này. À, xuất sắc, xe của DK thì quá bền luôn. DK này là định vị cao cấp hơn nha mọi người nhé. Là hiện tại giờ trên các hãng xe điện thì DK nó sẽ ngang với Jadier. Ngang với Jadier đấy ạ. Nếu mà nói về xe điện DK Việt Nam ngang với lại cả. Ở nếu mà nói về đều thì sẽ là DK sẽ ngang với Jadier. Gogo của DK thì cũng tương đương với Gogo đi bao nha mọi người nhé. Đấy. DK này dạng xe rất là xịn. Đấy, con đỏ nha mọi người nhé. Đang chưa có bình. Ok. Đây, tiếp theo đấy có màu trắng. Có một trắng thì đời cao hơn. Có một trắng thì đời cao hơn mọi người. Con này thì phải ấn nút P mới đi được. Còn con kia thì đời kia là không có nút P. Mẹ đời này thì bánh to hơn. Anh chúng ta sẽ để bánh gần nhau mọi người nhìn này. Bánh to hơn. Bánh to hơn. Con này giá mới của đại lý là khoảng 16 triệu ấy. Con này bây giờ đang là đời này luôn. Đang là đời này luôn. Đấy. Con này thì sẽ bán cho mọi người với giá là 7 triệu. Bình theo xe. Đấy to. Đây mình phát còn chưa cả rửa ấy. Chưa cả rửa ấy mọi người ạ. Đây xe. Con này thì đã tháo xích được rồi. Bánh to thì rất là đầm. Hai con. Mọi người thích con nào thì mọi người sẽ chọn nhá. Đó. Ok, sẽ để ra đây. Con này thì nó khác nhau cả phần đít này mọi người nhớ. Xi nhan của nó tích hợp vào đây. Đấy. Đây, nó gọn hơn con này. Đó, mọi người sẽ quan sát sẽ thấy khác hơn ý. Đời cao hơn mà bánh to hơn, xịn hơn. Ok, và tiếp theo sẽ là đến những chiếc X-Men. Đây, một chiếc X-Men màu trắng này. Con này có đăng ký nha mọi người nhá, có đăng ký nhưng mất biển.
rất là êm. Con này cực kỳ cứng xe, con này của hãng Ninja. Có đăng ký nhưng mất biển. Bình mới 7.200.000 nha mọi người nhá. 7.200.000 bình mới, có đăng ký luôn. Con này rất là cứng xe đấy, rất là đẹp. Quay cho mọi người xem. Và Ninja. Ok. Đây, tiếp theo. Lâu này cũng nhiều xe đẹp ấy, giá hợp lý đó mọi người ạ. Đây. Tiếp theo là một con X-Men đỏ đen. Cũng chạy bánh 12, hai con này đều bánh 12 nhá mọi người nhá. Bánh 12. Con này cũng ok, ổn áp, đã được Mạnh Phát bảo dưỡng lại hết rồi. Rất là đẹp, đèn đèn bi cầu luôn. Đấy các kiểu, lốp như mới này. Chúng ta quay cho mọi người xem. Đấy. Con này có giá 6.800.000 bình mới nhá. 6.800.000 bình mới. 6.800.000 bình mới nhá. Ok. Đây. Tiếp theo là một em Vec 3 màu trắng. Con này ngoại hình ở mức độ bình thường thôi. Được sơn lại màu trắng này nhá mọi người nhá. Độ bình thường. Đi khá là bốc. Ra cái bốc, con này khá là bốc. Con này đang lắp bình cũ nhá mọi người nhá. Giá rất là hợp lý, con này có giá 5.800.000 bình cũ luôn. 5.800.000 thôi mọi người ạ. Đầy đủ hết công năng. Đấy, ở mức độ tương đối đó. Cho mọi người xem luôn, cho mọi người biết. Ở mức độ tương đối thôi, chứ không được xuất sắc bởi giá nó có 5.800.000 thôi mà. Rất là rẻ. Đúng không ạ? Đối với xe cũ nhá, Mạnh Phát sẽ bảo hành bình 3 tháng. Còn xe mới, bình mới bảo hành 1 năm. Còn toàn bộ xe là 6 tháng nhá mọi người nhá. Ok. Tiếp theo là một con X-Men của Dibao. Con này thì nó là hàng cao cấp rồi. Đấy, con này đời rất là cao và mới nhá mọi người nhá. Con này thì giá đắt lắm. Con này là xe đời cao. Có giá là 6.800.000. Bình theo xe nhưng chạy ngon gần như bình mới. Có cả khóa từ luôn này. Con này thì rất là xuất sắc. Rất là xuất sắc luôn mọi người ạ. Con này bánh là bánh 350 trừ 10, không phải bánh 12. Nhưng mà được cái là xe rất là xịn, xe của Dibao, rất là nổi tiếng và rất là chắc chắn nha mọi người nhá. 6.800.000. Giá trên là chưa bao gồm phí vận chuyển nha mọi người nhá. Mọi người sẽ nhắn tin cho Mạnh Phát thì Mạnh Phát sẽ báo cho mọi người phí vận chuyển để mọi người biết khu vực nhá. Điều kiện để mua xe là mọi người phải đặt cọc trước 1 triệu. Nhận xe thì chúng ta thanh toán nốt nhá. Đấy, đặt cọc trước 1 triệu và nhận xe thanh toán nốt. Số điện thoại của mình là 085 993 1111 nhé. Nhớ lại này, 085 993 1111 nhé. Cảm ơn mọi người nhé. Nhớ đăng ký kênh để đón chờ những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.